Cánh đồng rau muống này thuộc địa phận phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đều đặn hàng ngày, từ 6 giờ đến 10 giờ sáng, người dân bắt đầu hòa các loại thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng để phun xịt. Để diệt sâu bệnh và cây tăng trưởng tốt, nhiều người đã dùng dầu nhất thải tưới trực tiếp lên rau. Những lúc sau gốc như kia thì chúng tôi mới cho nhớt. Đây nó lên mà gần đây xong nữa nó còn lên tốt như này thì nhớt ở dưới gốc để cho nó cái dính cánh con dày mập. Phở ăn rồi đâu có ăn rau đó đâu. Phở ăn rau đó còn ăn không? Cái này là có độc hại bởi vì trong bản thân trong cái dầu nhớt mà nhất là dầu đã qua sử dụng thì nó lại chứa rất nhiều cả chì cả là kẽm và các cái kim loại nặng. Thì bản thân cái trong rau muống này nó cũng sẽ có những cái chất đó và nó sẽ là những cái chất mà gây ung thư đối với con người. Còn đây là khu vực trồng rau an toàn trên địa bàn huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Chỉ cần đi dọc bên bờ kênh, chúng ta có thể bắt gặp hàng loạt vỏ thuốc bảo vệ thực vật và thuốc kích thích tăng trưởng. Những người trồng rau ở đây cho biết, phun thuốc bảo vệ thực vật là việc làm thường xuyên và chỉ sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật do nhà nước ban hành. Tuy nhiên khi phóng viên ghi hình, thì người đàn ông này đã nhanh chóng bóc vứt bỏ nhãn của lọ thuốc và tiến hành phun trực tiếp lên các luống rau. 10-20% cái hóa chất bảo vệ thực vật tác dụng trực tiếp lên trên cái rau. Thế thì nó nhiễm rồi thì nó sẽ đi đâu? Nó sẽ là vào trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Còn 80% từ cái lá rau rơi xuống đất và làm cho nhiễm bẩn cái vùng đất. Rau sau khi thu hoạch sẽ được bán xỉ tại các chợ đầu mối, sau đó sẽ ngả về các chợ dân sinh. Một số người bán hàng tại chợ Cầu Diễn cho biết họ cũng không dám khẳng định rau mình bán là rau an toàn. Rau bác thì rau bình thường không sạch đâu, tại vì là bác mua của dân về đây, bác bán thôi chứ còn chả biết là sạch hay không sạch thì không biết. Chị mua thế nào, chị bán thế, chị không dám chắc là chị an toàn. Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm, trong 10 tháng đầu năm 2015, có tới 10% rau củ quả nhiễm thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Đây là con số đáng báo động, khiến người dân lo lắng cho bữa ăn của gia đình. Ăn nhưng mà vẫn có cái sự lo lắng vì với thế mình nghĩ là cái điều này là cái điều mà với hiện trạng của thị trường Việt Nam thì người ta vẫn phải sống chung với nó và cũng chưa có một cái cách nào thật sự là triệt để cả.